Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đã tổ chức lễ động thổ công trình nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Nghệ An tại số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An trong tiến trình xây dựng và phát triển hơn nửa thế kỷ. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các ban ngành cấp tỉnh. Lễ động thổ công trình nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình phát thanh truyền hình là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã không ngừng nâng cao vị thế trong hệ thống báo chí của tỉnh và của cả nước. Với nhiều tác phẩm báo chí phát thanh và truyền hình đạt giải thưởng cao tại các kỳ liên hoan, giải của tỉnh và quốc gia. Nhiều phóng sự chương trình chất lượng được phát sóng trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình quốc gia. Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An được lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận là một trong những đài địa phương thuộc top đầu của cả nước. Với đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, viên chức đông đảo hơn 200 người, tâm huyết, giỏi về chuyên môn, nhạy bén trong xử lý thông tin và làm chủ được thiết bị công nghệ kỹ thuật, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An không ngừng lớn mạnh về quy mô, chất lượng hoạt động, thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí ngày càng cao của nhân dân. Tuy nhiên, trụ sở làm việc và sản xuất chương trình của đài được xây dựng và sử dụng gần 40 năm đã xuống cấp, không đảm bảo lắp đặt mới các trang thiết bị hiện đại. Vì vậy, việc triển khai dự án xây dựng nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình quy mô hiện đại sẽ là bước ngoặt quan trọng của NTV trong tiến trình phát triển đài ngang tầm với đài khu vực Bắc Trung Bộ. Đối với hệ thống phát thanh truyền hình trong cả nước thì hiện nay thì nhà nước đang thực hiện cái quy hoạch lại cho cái tầm nhìn 2020 thì các đài sẽ không phát sóng các chương trình của mình nữa mà thông qua các công ty truyền dẫn mà chính phủ đã quy định, thì cái việc mà có các cái trung tâm phát sóng ở các cái khu vực ấy thì cũng là cái việc mà nằm trong quy hoạch. Thì đài phát thanh truyền hình Nghệ An khi phát triển lên ấy thì cũng có thể trở thành một cái trung tâm, mà chúng tôi tin rằng là đài phát thanh truyền hình Nghệ An xứng đáng là một cái trung tâm khu vực ở phía Bắc Trung Bộ. Dự án nhà làm việc và sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Nghệ An có tổng vốn đầu tư 119 tỷ đồng, quy mô 12 tầng, diện tích hơn 9.300 m2, gồm nhiều hạng mục quan trọng như trường quay lớn, địa điểm phục vụ cho các sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp có sức chứa 300 người, các studio riêng biệt phục vụ các phòng chuyên môn, có trung tâm lưu trữ tư liệu, hệ thống mạng máy tính hiện đại đáp ứng yêu cầu số hóa trong sản xuất và phát sóng. Phát biểu tại lễ động thổ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công trình nhà làm việc và sản xuất chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ tạo động lực để tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên của đài tiếp tục phấn đấu xây dựng đài ngày càng vững mạnh, trở thành cơ quan ngôn luận sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và là người bạn tin cậy, đồng hành của các tầng lớp nhân dân Nghệ An. Công trình nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An được đồng thổ xây dựng thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan đối với đề án phát triển Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngang tầm đài khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2014-2020, thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020 và là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.